Trong suốt kỷ nguyên của Premier League, hình bóng của những tiền vệ trung thành người Anh luôn hiện hữu ở những đội bóng lớn. Manchester United may mắn có Paul Scholes trong đội hình, Chelsea tự hào với người không phổi Frank Lampard, còn với Liverpool, những cổ động viên sẽ không mất quá nhiều thời gian để chọn Steven Gerrard là người đại diện cho bản sắc của câu lạc bộ. 17 mùa giải chuyên nghiệp gắn bó cùng lữ đoàn đỏ, trải qua tất cả những thăng trầm của đời cầu thủ, vui có, buồn có, vinh quang có, tủi nhục cũng có, gắn bó 17 mùa giải cũng đồng nghĩa rằng, và cả thời kỳ đỉnh cao của tài năng này chỉ dành cho một màu áo duy nhất, Liverpool cho Gerrard ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời. Còn Gerrard để lại cho Liverpool một lịch sử hào hùng. Sinh ra và lớn lên tại Witton thuộc Merseyside, Gerrard bắt đầu sự nghiệp từ đội trẻ mang tên Witton Junior. Không lâu sau đó, những tuyển trạch viên của Liverpool đã nhìn thấy tài năng ẩn sâu trong cậu bé 9 tuổi ấy và đưa anh về với sân Anfield. Ngày 29 tháng 11 năm 1998 là một ngày rất trọng đại trong cuộc đời của Gerrard lẫn Liverpool khi anh có trận ra mắt đầu tiên trong cuộc đối đầu với Blackburn Rovers. Cuối mùa, anh ra sân tổng cộng 13 lần, không hề tệ cho một cầu thủ mới chỉ 18 tuổi vào thời điểm đó. Nhưng rồi anh tiến bộ vượt bậc. Đến mùa giải 99-2000, Gerrard đã trở thành trụ cột của Liverpool và từng bước khắc tên mình vào danh sách những cầu thủ hay nhất xứ sở sương mù. Tài năng của Gerrard là không thể bàn cãi. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh rất đa năng và có thể đảm nhiệm được nhiều công việc khác nhau ở khu trung tuyến. Anh có một nguồn thể lực rất dồi dào và nhãn quan chiến thuật cực kỳ tốt. Vì vậy nói không ngoa, sơ đồ chiến thuật của Liverpool về sau được xây dựng với hạt nhân chính đó là Steven Gerrard. Anh là nhịp cầu nối của quỷ đỏ giữa thủ và công, là mũi nhọn với những cú sút trái phá, cũng là chốt chặn phòng ngự đầu tiên của đội nhà trước những đợt tấn công của đối phương. Có Gerrard, Liverpool có một chìa khóa đa năng bậc nhất thế giới. Nhưng vượt lên trên tất cả những tài năng mà anh có, phẩm chất khiến tất cả những ai biết và hiểu về bóng đá phải ngả mũ thán phục, đó là tinh thần của một thủ lĩnh. Steven Gerrard dường như được sinh ra để làm đội trưởng của The Kop, và cũng chỉ có anh mới có thể tạo nên bản sắc của đội bóng này. Trận chung kết Champions League 2005 huyền diệu tại Istanbul, người ta sẽ còn nhớ mãi không quên về một Liverpool bất khuất, một The Kop vượt trên số phận, một đội hình không nhiều ngôi sao đấu với một AC Milan hùng mạnh. AC Milan của năm đó sở hữu những siêu cầu thủ mà chỉ cần lấy ra một trong số những cầu thủ của đội hình chính và thả vào một đội bóng bất kỳ nào khác, đội bóng đó cũng sẽ trở thành một đội bóng rất mạnh. Vậy mà Liverpool đã làm được điều không tưởng, đó là đánh bại gã khổng lồ nước Ý khi bị dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1. Màn lội ngược dòng thần kỳ đó được bắt đầu bằng lời phát biểu động viên tinh thần của Gerrard vào giờ nghỉ giữa hiệp. Và cũng chính anh ghi bàn thắng đầu tiên đánh dấu cho sự chuyển mình của The Kop. Liverpool vô địch năm đó nhờ vào những phép màu xuất phát từ người đội trưởng Steven Gerrard. Gerrard là một cầu thủ đa năng. Sự đa năng của anh đã tạo nên một sợi dây liên kết với những vệ tinh xung quanh, góp phần kéo cả tập thể đi lên. Đỉnh điểm là vào năm 2007, sân Anfield được chào đón một nhân vật mới, Fernando Torres. Với Torres ở vị trí cao nhất, Gerrard như tìm được một cặp cứng tâm đầu ý hợp. Sự kết hợp giữa hai cầu thủ này tiến triển nhanh đến nỗi công thức Gerrard truyền, Torres chạy là nỗi ám ảnh truyền kỳ. Sau khi Torres quyết định dứt áo ra đi và chọn bến đỗ là Chelsea thì không lâu sau đó, một sát thủ khác cập bến, Luis Suarez, và cũng như Torres, với Gerrard ở phía sau. Cầu thủ Uruguay bộc phát tài năng một cách kinh hoàng và những hàng phòng ngự tại Premier League lại tiếp tục phải khổ sở. Cả hai cầu thủ trên đều đã ra đi, mỗi mình Gerrard ở lại. Kỳ thực, dù đã từng kề vai sát cánh bên nhau và chắc chắn trong thâm tâm anh cũng rất buồn khi chẳng muốn ai trong số họ ra đi, nhưng với góc nhìn của một cầu thủ, một đội trưởng mẫu mực và một người đàn ông chín chắn giàu tình cảm, Gerrard vẫn dành những lời khuyên tốt nhất để cả hai tiếp tục phát triển sự nghiệp theo cách đẹp đẽ nhất. Torres kể lại, chính Gerrard đã tìm gặp anh và đưa ra lời khuyên. Này Fernando, giờ cậu phải nghĩ về bản thân mình, làm điều mà cậu phải làm và cân nhắc những gì tốt nhất cho bản thân. Còn với Suarez, Gerrard đã khuyên tiền đạo này hãy kiên nhẫn và chờ cơ hội đến từ Barcelona chứ đừng chọn Arsenal vì pháo thủ khi ấy cũng chẳng khá hơn The Kop. Và ai cũng biết Suarez đã thành công thế nào khi nghe theo lời của Gerrard. Giống như Paul Scholes của Man United và Frank Lampard của Chelsea, Gerrard cũng được biết đến như một tiền vệ trung thành với màu cờ sắc áo. Thật ra đã từng có thời điểm anh bất mãn với câu lạc bộ và đã tìm cách ra đi, càng bất ngờ hơn khi điểm đến lại là Man United. Nhưng sau cùng anh đã ở lại, và cũng rất nhiều câu lạc bộ khác đề nghị anh rời đi, để rồi nhận được cái lắc đầu từ chối. Mourinho có lẽ là người nhiệt tình nhất với 3 lần trải thảm mời gọi. Tôi từng 3 lần muốn chiêu mộ cậu ấy, nhưng tình yêu của Gerrard với Liverpool quá lớn và sâu đậm. Đó là một nhân cách hiếm có trong làng bóng đá hiện đại. Có lẽ nếu ra đi, Gerrard sẽ có được thành công hơn cả những gì mà người ta được biết về anh.
và anh sẽ còn vĩ đại hơn nữa. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là nếu, vì Gerrard đã chọn Liverpool để trao trọn tình yêu của mình. Trong màu áo đỏ của đội chủ sân Anfield, Gerrard cống hiến tổng cộng 710 trận đấu và ghi 186 bàn thắng trên mọi đấu trường. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ để lịch sử Liverpool khắc tên anh lên hàng đầu. Đáng buồn thay, trong màu áo câu lạc bộ mà anh yêu quý nhất, anh đã không ít lần phải trải qua nhiều buồn tủi. Chiếc cúp Premier League vẫn luôn lẩn tránh anh, dù có thời điểm anh đã tiến đến rất gần với nó. Chắc chắn anh mong muốn một lần được chạm tay vào nó, muốn một lần được đứng trên đỉnh vinh quang của nước Anh, mong muốn đội bóng thân yêu có thêm một trang sử mới khẳng định vị thế ông vua xứ sở sương mù trước sự trỗi dậy quá mạnh mẽ của Man United. Ở vị trí là người đội trưởng, Gerrard mong muốn vị trí ấy hơn ai hết, nhưng sau cùng anh cũng chỉ là một người phàm và đành bất lực trước sự nghiệt ngã của số phận. Khoảnh khắc Gerrard trượt chân mất bóng ở thời khắc quyết định của cả mùa giải năm 2014 thăng hoa là khoảnh khắc cay đắng nhất sự nghiệp của anh. Sau bao nhiêu cố gắng, định mệnh đã không cất tiếng gọi Steven Gerrard. "You will never walk alone", câu hát truyền thống của The Kop lại trái ngược hoàn toàn với Gerrard, người yêu câu lạc bộ này nhiều nhất. Anh đã phải chống chịu với rất nhiều những chỉ trích, những lời cay nghiệt trong vị trí của kẻ cô đơn, một mình bước qua những ánh nhìn thiếu thiện cảm. Người đội trưởng dựng xây lên bản sắc lúc ấy trong mắt người đời chỉ còn là hình ảnh của một kẻ thất bại, một tên tội đồ. Mùa giải tiếp theo với Gerrard dường như là địa ngục theo chính cách anh kể lại. Dù vậy anh vẫn xỏ giày ra sân, tiếp tục cống hiến, và trận đấu cuối cùng chia tay anh là màn từ biệt không thể tồi tệ hơn dành cho một huyền thoại. Liverpool phơi áo với tỷ số 6-1 trước Stoke City. Dù Gerrard đã ghi được một bàn nhưng đó như là một bàn thắng ân huệ, vì dường như đối phương có chủ ý làm vậy để tri ân anh. Sau tất cả, Gerrard phải chia tay Liverpool trong tủi hổ, điều mà đáng lý không nên xảy ra sau từng ấy năm gắn bó với màu áo đỏ. Nhưng bóng đá là như vậy, bóng đá có thể đem đến những cái kết viên mãn thì cũng có thể tạo ra những lời chào tạm biệt trong cay đắng, và Gerrard là điển hình của vế thứ hai. Steven Gerrard và Frank Lampard có những sự tương quan và tương khắc đến kỳ lạ. Họ chơi gần như ở cùng một vị trí, nổi lên cùng một thời điểm, là biểu tượng trung thành của hai trong số những đội bóng lớn nhất xứ sở sương mù và cũng hao hao giống nhau trong cách sống. Tài năng của họ khó có thể đem ra cân đo đong đếm, bởi trải qua rất nhiều những tranh luận lẫn tranh cãi, chưa ai có thể kết luận được ai hơn ai. Tuy nhiên nếu xét riêng ở khía cạnh tương khắc, người ta một lần nữa phải thấy buồn cho Gerrard. Lampard có một sự nghiệp trọn vẹn với đầy đủ những danh hiệu và một cái kết viên mãn, còn Gerrard không được may mắn như thế. Rời khỏi Liverpool, Gerrard bước chân vào giải nhà nghề Mỹ, và cũng chỉ được thêm 2 năm trước khi nói lời từ biệt với vị trí cầu thủ ở tuổi 36. Với những gì đã từng trải qua, anh vẫn dành tình yêu cho Liverpool và dõi theo từng bước chân của câu lạc bộ mà anh đã từng cống hiến trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất. Giờ Kop hiện tại đã có một Jurgen Klopp quá đỗi xuất sắc, nên cơ hội trở về và ngồi vào băng ghế chỉ đạo của Gerrard là câu chuyện có lẽ hoang đường. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm kể từ cú trượt chân định mệnh ấy, có lẽ những fan lâu năm của Liverpool đều ít nhất một lần mong muốn chứng kiến hình ảnh người đội trưởng vĩ đại sẽ quay về và hoàn thành những gì mà anh chưa thể đạt được lúc còn xỏ giày ra sân thi đấu, đó là vô địch Premier League. Giờ đây, anh vẫn có thể giành lại những gì còn thiếu sót trên băng ghế huấn luyện, một vị trí mà anh còn thời gian để thực hiện. Trải qua nhiều thăng trầm, Gerrard có lẽ cũng đã thay đổi ít nhiều. Tận trong sâu thẳm chỉ có một thứ duy nhất không thay đổi, đó là tình yêu dành cho Liverpool. Và chắc chắn nếu đội chủ sân Anfield có giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur rồi vô địch Champions League, thì Steven Gerrard sẽ là một trong những người hạnh phúc nhất. Bởi sau tất cả, tình yêu chỉ đơn giản là vậy mà thôi.